vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, mỗi năm tại nước ta có tới hơn 126.000 ca mắc ung thư mới, cùng với đó là gần 100.000 người tử vong vì căn bệnh này. Việt Nam cũng là nước nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ ung thư cao nhất trên thế giới, theo công bố vào năm 2019. Đứng trước hiện trạng đáng báo động cùng với các con số kinh hoàng này, chắc hẳn ai cũng cảm thấy rùng mình, bởi tất cả chúng ta đều biết rằng ung thư là con quỷ dữ đáng sợ, nó tấn công không chừa một ai, từ người già, trẻ nhỏ cho đến những người giàu sang hay nghèo khó. Vậy nên tất cả chúng ta cần phải chủ động phòng ngừa bệnh tật từ sớm. Đặc biệt, các chuyên gia cho rằng có 5 loại quả cực kỳ rẻ tiền và dễ kiếm. Nếu chúng ta ăn thường xuyên và đúng cách có thể phòng chống và đẩy lùi căn bệnh phiền toái này hiệu quả. Vậy cụ thể đó là những loại quả gì mà chúng ta nên bổ sung cho cơ thể hàng ngày? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, quả việt quất. Bạn có thường xuyên bổ sung quả việt quất vào bữa ăn gia đình của mình hay không? Đây là một loại quả mọng giàu dinh dưỡng như chất xơ, vitamin C, A và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi sự viêm nhiễm, làm chậm sự phát triển của bệnh ung thư phổi, ung thư thực quản và ung thư tuyến tiền liệt. Theo một nghiên cứu được áp dụng trên các tế bào ung thư cổ tử cung ở người, được các nhà khoa học tại Trường Đại học Columbia ở Mỹ phát hiện ra rằng chiết xuất từ quả việt quất sẽ giúp người bệnh ung thư chiến đấu với quá trình hóa trị một cách dễ dàng hơn. Bởi theo tiến sĩ Phương, người mắc bệnh ung thư, khi bắt đầu hóa trị thì các tế bào khỏe cũng bị hủy hoại theo. Vậy nên, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm chiết xuất các chất flavonoid từ quả việt quất để bảo vệ tế bào luôn khỏe mạnh. Kết quả cho thấy, nếu chỉ cần thực hiện xạ trị riêng thì số lượng tế bào ung thư giảm khoảng 20%. Còn khi kết hợp với cả chiết xuất việt quất thì tế bào giảm tới 70%. Cùng với việc giảm sự phát triển của tế bào ung thư, chất này cũng đánh lừa các tế bào khiến chúng tự động chết đi, ngăn chặn sự sản sinh mới và thúc đẩy việc phá hủy khối u. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy rằng uống nước ép việt quất trong vòng 12 tuần sẽ giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung ở người lớn tuổi, tăng cường chức năng não bộ, giúp con người thêm minh mẫn, sáng tạo, bảo vệ hệ thống thần kinh trung ương. Thường xuyên ăn loại trái cây này, bạn sẽ không còn nỗi lo nhớ nhớ quên quên, trí nhớ giảm sút nữa rồi. Thứ hai, quả chanh. Bạn có biết rằng quả chanh được biết đến là kho dinh dưỡng chứa nhiều vitamin C cùng các khoáng chất thiết yếu và chất chống oxy hóa cho cơ thể? Theo nghiên cứu từ những năm 1970, vỏ chanh có tác dụng chữa bệnh ung thư hiệu quả hơn gấp 4 lần so với việc hóa trị. Chất sắt và kali giúp ức chế sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Trong vỏ chanh có chứa 22 loại hợp chất có tác dụng phòng bệnh ung thư hiệu quả, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào mầm mống gây bệnh. Trong vỏ chanh có chứa hợp chất limonoid và một số chất khác có tác dụng mạnh mẽ hơn cả adriamycin, một loại thuốc thường được sử dụng trong việc hóa trị để ngăn chặn sự lớn lên của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu trên động vật cũng cho kết quả rằng một số hợp chất trong chanh, bao gồm cả chất limonin, cũng có thể giúp giải tỏa tâm trạng lo lắng và căng thẳng. Thành phần vitamin C dồi dào trong chanh và các loại trái cây có múi sẽ tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe, nâng cao sức đề kháng để ngăn chặn các loại bệnh tật khác nhau và đặc biệt là mầm mống ung thư không có cơ hội tấn công cơ thể con người, đặc biệt là đối với ung thư vòm họng, ung thư dạ dày, ung thư vú và ung thư phổi. Thứ ba, quả dâu tây. Bạn có yêu thích dâu tây hay không? Đây có lẽ là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người, với hương vị thơm ngon, ngọt mát sẽ giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái khi ăn. Trong dâu tây cũng chứa nhiều mangan, folate và kali, cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Không chỉ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, dâu tây còn mang lại nhiều lợi ích đối với việc phòng chống ung thư. Thí nghiệm được áp dụng trên những con chuột bị ung thư vòm họng đã cho thấy rằng những quả dâu tây đông lạnh sẽ làm giảm sự hình thành của khối u. Theo một nghiên cứu khác, khi các nhà khoa học cấy tế bào ung thư vú lên chuột, sau đó tiêm chiết xuất dâu tây vào, sự phát triển của khối u đã chậm lại đáng kể và tế bào ung thư thậm chí còn tự tiêu diệt lẫn nhau. Ngoài ra, đặc tính chống oxy hóa trong quả dâu tây còn có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt như nhược thị, mù lòa. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong dâu tây có thể làm giảm chứng viêm xương đau tại các khớp, vốn là nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm khớp và thậm chí là dẫn tới bệnh tim. Chỉ một trái dâu tây nhỏ bé thôi mà ngăn chặn được nhiều loại bệnh tật như vậy. Bạn hãy bổ sung để có một sức khỏe tốt và luôn tràn đầy năng lượng. Thứ tư, quả lê. Bạn có thường xuyên ăn lê hay không? Dù có hay không thì chắc chắn rằng chúng ta đều yêu thích hương vị thơm ngon của loại quả này. Không chỉ là một loại quả ngon miệng thông thường, trong trái lê có chứa một số hợp chất như axit cyanic, canxi, sắt và anthocyanin,
có tác dụng ức chế sự hình thành và phát triển các tế bào ung thư sản sinh trong cơ thể, đồng thời tiêu diệt chúng nhanh chóng. Hơn 20 nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng quả lê có tác dụng hữu hiệu trong việc điều trị bệnh ung thư phổi, ung thư dạ dày và bàng quang. Ngoài ra, trong quả lê chứa một lượng lớn vitamin C cùng chất chống oxy hóa, thúc đẩy cơ thể chiến đấu lại với bệnh ung thư. Hàm lượng chất xơ cao trong quả lê sẽ làm giảm tới 35% nguy cơ mắc ung thư ruột kết. Bên cạnh đó, việc ăn lê ít nhất 2 lần mỗi tuần có tác dụng tốt đối với người mắc bệnh cao huyết áp và các vấn đề về tim mạch, có các triệu chứng như choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, tim đập nhanh. Thành phần kali và magie giúp bảo vệ hệ thống mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, từ đó ngăn chặn tình trạng đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Với những người bụng dạ yếu hay đầy hơi khó tiêu, quả lê cũng chứa nhiều dưỡng chất giúp bảo vệ và nuôi dưỡng chức năng dạ dày, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, phòng chống táo bón. Bạn còn chần chờ điều gì mà không ngay lập tức bổ sung quả lê vào thực đơn hàng ngày của mình? Thứ 5. Quả chuối. Xin được nhấn mạnh rằng quả chuối tiêu đã chín kỹ và phần vỏ bên ngoài có xuất hiện đốm đen đồi mồi. Đây chính là thần dược được Nhật Bản vô cùng ưa chuộng. Ở quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới này, người dân tin rằng ăn chuối chín có thể bổ hơn nhân sâm, chống ung thư cực tốt. Tuy nhiên khi mua chuối, đa phần mọi người đều chọn những quả có bề ngoài đẹp mắt, vàng nhẵn bóng mà bỏ quên những quả chuối đã ngả đốm đen. Thực chất thì đây lại là một kho báu dinh dưỡng tuyệt vời giúp chúng ta sống khỏe mạnh và trường thọ. Bác sĩ Takashi, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng tại Nhật đã khẳng định, quả chuối đen là một liệu pháp sức khỏe toàn diện. Trong chuối có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, kháng lại tế bào ung thư, trì hoãn sự phá hủy của các tế bào gốc tự do. Các đốm đen trên vỏ chuối sẽ tạo ra yếu tố hoại tử khối u, một chất giúp tiêu diệt các tế bào ung thư bất thường trong cơ thể. Chuối chín cũng chứa nhiều kali, giúp thông suốt tuần hoàn máu và loại bỏ sự tắc nghẽn trong động mạch, ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. Các nghiên cứu tại trường đại học Taikyo, Nhật Bản cũng cho thấy chuối chín sẽ tiết ra chất serotonin hay còn được gọi là hormone hạnh phúc, giúp điều chỉnh tâm trạng tức thời, giảm sự căng thẳng, mệt mỏi và tức giận. Vậy là ăn chuối chín mỗi ngày không chỉ giúp bạn khỏe mạnh mà còn vui vẻ hơn. Quý vị thân mến, đối với ung thư, cách chữa trị tuyệt vời nhất là phòng bệnh ngay từ ban đầu và để bắt đầu từ một lối sống khoa học, nơi cách khác lại thay đổi một số thói quen trong cuộc sống, cũng là một cách phòng chống ung thư đơn giản và hiệu quả. Vậy chúng ta nên duy trì những thói quen nào hàng ngày để có thể bảo vệ sức khỏe và đẩy lùi căn bệnh ung thư? Mời quý vị cùng tìm hiểu. Thói quen thứ nhất, tập thể dục và duy trì cân nặng vừa phải. Các hoạt động thể chất sẽ giúp bạn phòng chống ung thư. Đây là kết luận từ nhiều nghiên cứu khoa học và những bài viết khác nhau. Bên cạnh đó, tập thể dục còn giúp bạn kiểm soát trọng lượng, đồng thời sở hữu một vóc dáng đẹp. Những người trưởng thành là đối tượng được khuyến cáo phải tập thể dục thường xuyên vì lượng công việc đồ sộ khiến họ đâm ra lười biếng và mệt mỏi. Một tuần, hãy dành ra tối thiểu 150 phút cho các bài tập tim mạch cường độ trung bình hoặc 75 phút cho các bài tập tim mạch cường độ cao. Bạn có thể kết hợp hai kiểu bài tập. Cố gắng dành ra 30 phút mỗi ngày vì một sức khỏe tốt hơn. Bệnh ung thư là một nỗi ám ảnh đối với toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ tập luyện thể thao một cách điều độ và khoa học, thì mối lo đó sẽ không còn. Thói quen thứ hai, luôn duy trì thói quen chống nắng. Ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất và cũng dễ phòng ngừa nhất. Đầu tiên, hạn chế tiếp xúc với ánh mặt trời từ lúc 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều vì nắng rất gắt trong khoảng thời gian này. Thứ hai, bóng râm là người bạn đồng hành tốt bụng. Kính chống nắng và nón vành cũng vậy. Thứ ba, hãy mặc áo khoác và đeo khẩu trang để hạn chế tiếp xúc với ánh mặt trời. Hãy chịu khó mua và sử dụng kem chống nắng. Sau cùng, đèn ngủ nguy hiểm chẳng khác gì ánh mặt trời. Thói quen thứ ba, nói không với thuốc lá. Hút thuốc lá thường xuyên sẽ đặt bạn vào thế đối đầu với ung thư. Trên thực tế, thuốc lá góp phần gây ra các bệnh ung thư về vòm họng, miệng, phổi, nhãn cầu, tử cung, thanh quản, tụy, bàng quang. Thậm chí nếu bạn hút thuốc lá một cách thụ động, tức là hít phải khói thuốc lá từ người khác thì vẫn để ngỏ khả năng ung thư phổi. Tránh hoặc ngừng thuốc lá sẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của bạn. Bạn nên hỏi ý kiến các bác sĩ để có những phương pháp cai nghiện phù hợp. Thói quen thứ tư, ăn uống lành mạnh. Ăn uống lành mạnh tuy không thể phòng chống hoàn toàn căn bệnh ung thư, nhưng nó cũng giúp giảm thiểu rủi ro. Đây là một thói quen ai cũng biết, nhưng không ai đủ nghị lực để theo đuổi. Trước hết, hãy ăn thật nhiều rau củ quả trái cây. Tiếp theo, hạn chế hấp thụ quá nhiều dầu mỡ và đường tinh luyện nhằm tránh béo phì. Thứ ba, hạn chế thức uống có cồn, chỉ uống trong trường hợp bất khả kháng. Và cuối cùng, hạn chế thức ăn chế biến sẵn.
Theo báo cáo của Bộ phận Nghiên cứu Quốc tế về ung thư của WHO, lượng thức ăn chế biến có thể làm tăng rủi ro mắc ung thư. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.